Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Trần Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tansinhyen.com. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GIA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970, free shipping, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Thanh Lê Diệp và anh Dũng trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình Việt Face Today ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 10, 2024. Xin vẫn được cầu chúc sức khỏe và những ngày cuối tuần thật hạnh phúc cùng tất cả quý khán giả thân mến. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Tôi ngày hôm qua tới giờ tôi có nghe được một cái bản tin mà tôi nóng lòng quá, tôi muốn hỏi bạn ngay bây giờ. Dạ. Là vì là tôi hôm qua đó thì tại vì tôi làm việc văn phòng cho một văn phòng bác sĩ thì tôi cũng biết là CMS, họ mới CMS tức là cơ quan Medicare phải không? Họ cũng vừa đưa ra một cái quyết định là họ sẽ nâng cấp một số và đánh giá một số các cái công ty bảo hiểm ở trong khu vực của chúng ta trong cái thời gian năm rồi đó. Là tôi không biết là Activa mình có nhận được cái đó không? Dạ có anh, từ trưa hôm qua tới giờ cá nhân của tôi rất là vui. Dạ. Tại vì chính thức nhận được cái công bố từ cơ quan Center for Medicare and Medicaid Services ấn định rằng là cho năm 2025 họ đã nâng cấp cái điểm của công ty Steva từ 3 sao lên 4 sao. Để cho anh có một cái khái niệm luôn là mỗi năm đó thì các công ty bảo hiểm Medicare Advantage đều phải trải qua những cái sự gọi là khảo sát của cơ quan CMS. Họ đánh giá rằng là thành viên trong cái chương trình bảo hiểm đó có hài lòng với chương trình bảo hiểm đó hay không, thuốc men như thế nào, cung cách phục vụ thành viên như sao, rồi xong rồi họ mới tổng số lại những cái dữ liệu đó, rồi sau đó mà họ mới đưa ra cái bình phẩm mỗi năm. Để cho quý vị có một cái background đó là 5 sao là cái con số cao nhất mà một hãng bảo hiểm có thể có được trong năm, tệ nhất là 1 sao. Và nếu mà hãng bảo hiểm nào mà ở trong cái mức gọi là thấp hơn 3 sao trong vòng 2-3 năm liên tiếp đó, thì có nguy cơ bị chính phủ đình chỉ không cho thành viên mới gia nhập nữa, hoặc là có thể bị trừng phạt về một số các nội quy của CMS. Cho nên là nó không phải rằng là chỉ là ấn định cho vui đâu, mà này nó có nhiều cái coi như là nó có nhiều cái ảnh hưởng ở trong đó lắm, và kèm theo những cái benefit đó. Dạ. Nếu mà đã được đánh giá 4 sao thế thì như vậy thì trong khu vực chúng ta có hãng nào mà bị đánh giá là 2 hoặc là 3 sao không? Dạ có thưa quý vị. Activa may mắn là năm nay là 4 sao đó, nhưng trong miền Nam California hay là toàn tiểu bang California đó có rất nhiều chương trình bảo hiểm chỉ đạt được 3 sao, hoặc là một số năm nay là 3 sao mà năm tới tuột xuống còn 2 sao rưỡi mà thôi. Đó. Thế mình muốn làm sao để mình biết được là cái hãng bảo hiểm mà mình muốn ghi danh đó thì họ hãng đó được 4 sao hoặc là được 3 sao để mình trước khi mình ghi danh? Dạ vâng, có hai cách thưa quý vị. Một á, là khi mà quý vị ghi danh lại cho những hãng bảo hiểm của năm nay, chúng ta đang trong cái chu kỳ gọi là annual enrollment, thì khi mà quý vị nếu mà quý vị ghi danh các hãng bảo hiểm qua một cái người insurance agent, là một người mà môi giới bảo hiểm đó, quý vị có thể hỏi họ là xin anh chị cho tôi biết rằng là ví dụ như cái hãng này đi, năm 2025 họ được bao nhiêu sao, thì những nhân viên bảo hiểm đó họ có cái có trách nhiệm, phải trách nhiệm là họ phải cho quý vị những thông tin đó. Okay. Còn những quý vị nào mà gọi là rành internet hơn đó thì quý vị có thể lên trên cái trang mạng gọi là medicare.gov, bỏ vô cái zip code của mình thì cái trang mạng của Medicare đó là cái trang mạng của chính phủ, họ sẽ liệt kê ra những hãng bảo hiểm trong khu vực của mình ở, và quý vị bấm vô cái nút filter rằng là tôi chỉ muốn thấy những chương trình nào gọi là 4 sao thôi, hay là 3 sao thôi, hay là 2 sao rưỡi thôi đó,
hay là 2 sao thì... Thì trong trang mạng đã có hết đầy đủ. Sẽ có hết. Dạ vâng. Câu hỏi chót. Thế những người đóng quảng cáo cho Astiva thì có được là hưởng lợi ích gì qua cái cuộc lên hãng này không? Chắc có. Thôi, xin mời vào bản tin thì tôi về tôi hỏi bà chủ nha. Xin cảm ơn anh Dũng. Và thưa quý vị, để bước vô lại với những bản tin thường lệ trong chương trình này là cũng một tin liên quan đến hậu quả của cơn bão Milton. Người dân ở tại tiểu bang Florida đang vẫn tiếp tục phải coi như là chống chọi với mùa bão của năm nay. Một cơn bão Helen vừa mới đi qua không lâu, rồi giờ bão Milton cũng đã vừa đổ bộ vô khu vực này. Trong ngày thứ tư trong tuần này đó, thì bão Milton một lần nữa đổ bộ vào Florida với cường độ là bão cấp 3, đem theo một lượng mưa rất là lớn và ngập lụt khắp nơi, cũng như là cuồng phong và lốc xoáy khắp nơi ở trong một khu vực rộng lớn ở tại Florida. Và hiện nay những nỗ lực cứu trợ hàng triệu người vẫn còn đang bị ảnh hưởng. Ví dụ như là họ có thể là một là không về nhà được, hai là nếu mà về nhà được đó thì nhà của họ hiện nay không có điện lực vì các hệ thống điện đã bị sụp đổ trong tuần này. Và người ta nói rằng là hiện nay cư dân của Florida một trong thời gian một tuần thôi mà bị đến 2 cú đấm vì cơn bão Helene và cũng như là cơn bão Milton, khiến cho rất nhiều người bị ảnh hưởng. Tối ngày hôm qua, nếu như quý vị nào có theo dõi cái chương trình trực thoại của đài Univision tổ chức, họ đã tổ chức để mời Phó Tổng thống Kamala Harris đến để cùng trả lời một cách trực tiếp đối với các câu hỏi của những cử tri. Thì tối ngày hôm qua, bà đã trả lời câu hỏi từ những cử tri, gốc trả lời cuối cùng của bà trong cái chương trình tối ngày hôm qua. Thưa quý vị, cơ quan IRS cho biết rằng là cơ quan này đã có nhiều coi như là đã có nhiều tiến bộ trong việc giải quyết những đơn xin trợ cấp tài chính từ các giới tiểu thương trong mùa COVID-19. Và IRS cho biết rằng là trong những tháng tới đây, hàng trăm ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ sẽ nhận được cái khoản tài trợ mà họ đã xin trong những năm trước đây cho thời kỳ COVID-19. Chứ quý vị còn nhớ rằng là trong năm 2020 đó, thì chính quyền liên bang có tung ra một loạt các chương trình trợ giúp, hỗ trợ tài chính cho không những là người đi làm cũng như là giới tiểu thương. Thì chắc quý vị còn nhớ rằng là một trong những cái chương trình đó là chương trình giúp các giới tiểu thương duy trì mức lương của họ dành cho nhân viên của họ, dù rằng lúc đó là tiệm tùng có mở cửa hay không, hoặc là có khách hay không. Thì cái chương trình đó đó, một số người đã nhận được cái khoản tiền ngay lập tức. Nhưng từ tháng 9 của năm 2023 thì cơ quan IRS đã tạm thời không có xử lý những cái đơn xin tiền trợ cấp như vậy nữa từ giới tiểu thương, vì vấn đề rằng là một số đông những nguyên đơn đó đã không phù hợp hay là không đủ tiêu chuẩn. Và thứ hai nữa rằng là cái vấn đề gian lận nó cũng quá cao. Nhưng bây giờ một phát ngôn viên của cơ quan IRS cho biết rằng là sau khi mà họ có thêm nhân lực thì họ sẽ bắt đầu xử lý lại những cái đơn mà gọi là họ cho rằng là nó phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình này. Đó là chương trình mà những cơ sở thương mại nào trong thời kỳ đại dịch không cho nhân viên của mình nghỉ hay là không sa thải nhân viên mà vẫn trả tiền cho nhân viên của mình trong thời điểm đó đó. Mà nếu mà quý vị có điền cái đơn để mà xin trợ cấp cho chính phủ liên bang thì hy vọng rằng là trong những tháng tới quý vị sẽ nhận được cái khoản tài trợ này từ cơ quan IRS. Các nhà chức trách tại California đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo sau khi mà họ đã bắt giữ hai cái cuộc ngừng xe ở trên xa lộ đó. Và cả hai cuộc ngừng xe này thì họ đã phát hiện ra một số lượng fentanyl trị giá gần 1.700.000 Mỹ kim. Và trong đó có bao gồm một cái phát hiện rất đáng lo ngại, đó là cái số fentanyl này nó được giấu bên trong một số các gói thịt bò sống. Với cuộc khủng hoảng về fentanyl hiện nay đang diễn ra trên toàn quốc thì sự việc này làm nổi bật những nỗ lực không ngưng nghỉ của lực lượng thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn những loại ma túy chết người này tràn lan trên các đường phố. Cả hai vụ dừng xe đều xảy ra trên xa lộ liên tiểu bang số 5 ở thung lũng ở Central Valley, dẫn đến việc thu giữ 120.000 viên thuốc pha fentanyl và 11 pounds bột fentanyl. Tổng giá trị trên đường phố của nó
là 1.700.000 Mỹ Kim. Cùng với số ma túy này thì cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều vũ khí đưa đến việc bắt giữ 3 nghi phạm và tất cả 3 nghi phạm này đều là người đến từ ngoài tiểu bang. Vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra vào ngày 3 tháng 10 ở quận Fresno ở phía bắc California đã tiết lộ một phương thức buôn lậu ma túy và gây chấn động. Cảnh sát chặn một chiếc xe và sau khi một chú chó nghiệp vụ của CHP báo về là có sự xuất hiện ma túy thì họ đã phát hiện số lượng fentanyl này không phải nằm ở nơi dễ thấy mà thay vào đó nó được giấu bên trong các gói thịt bò mà nó có tên là carne asada, được đóng gói trong một cái chiếc tủ lạnh. Đồng thời các cảnh sát thu giữ 11 pound bột fentanyl với trị giá thị trường khoảng 500.000 Mỹ Kim của cái số lượng bột đó không. Hai nghi phạm trong vụ dừng xe này, trong vụ dừng xe thứ hai đó, thì đến từ tiểu bang Washington và cho thấy rằng đây không phải là một hoạt động địa phương và các cá nhân hiện nay đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc trọng tội liên quan đến việc vận chuyển và sở hữu những loại thuốc gây chết người này. Thưa quý vị, ông Elon Musk vừa mới giới thiệu ra hai thiết kế mới cho những loại xe mới trong tương lai vào ngày thứ năm tuần này, đó là chính là ngày hôm qua. Hai loại xe này có tên là Robo Taxi và Robo Van. Ông Elon Musk không cho biết rằng là chừng nào những loại xe này sẽ được chạy ở trên đường phố, nhưng mà ông nói rằng là hai loại xe này như là chiếc Cybercab đó sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2026. Đặc điểm của những loại chiếc xe này là gì thưa quý vị? Thứ nhất là về vấn đề thiết kế, nó tạo cho người xem một cái loại xe mang tính cách mà rất là coi như là futuristic. Futuristic tiếng Việt tôi cũng không rành, nó gọi là nó gì, nhưng mà nhìn vô thì nó giống như là một cái gì đó từ tương lai, chứ không phải là những xe mà gọi là những cái thiết kế mà gọi là hiện tại. Nó mang một cái tính cách mà nhìn về tương lai xa xôi, ví dụ như là mấy trăm năm trở đi. Và ngoài ra là đây là những loại xe gọi là không người lái. Ví dụ như là loại chiếc xe cyber van đi, nó có thể chở đến một lần là 20 hành khách mà không có người lái, và robo tự lái cũng coi như là người mà ngồi trong xe này đó sẽ thấy rằng là ủa tại sao không có cái tay lái, không có cái steering wheel, tại vì vô chỉ cần bấm nút là mình đang ở địa điểm nào, mình muốn tới địa điểm nào thì xe nó tự lái thôi. Cái chiếc xe mà gọi là robo taxi đó thì là chiếc xe nhỏ hơn, còn robo van đó là chiếc xe lớn hơn, giống như kiểu mà một chiếc mini bus như vậy, có thể chở được khoảng chừng hai mấy người vô ngồi đó rồi bấm rồi đi vòng vòng thôi. Thấy hình vẽ cũng hấp dẫn quá ha. Dạ. Nhưng mà thôi, thà tôi ngồi xe bình thường có tay lái cho an toàn, tự mình điều khiển, tôi không muốn giao mạng cho mình cho một cái cỗ máy. Dạ. Ngày hôm qua từ Colorado thì một nhóm du khách đã bị kẹt vì thang máy đã bị hỏng dưới cái mỏ khai thác vàng đảo cũ đã bị bỏ hoang. Không phải là bỏ hoang, xin lỗi quý vị, một mỏ của khai thác cũ và đã được sửa chữa trở lại để trở thành một cái nơi tham quan dành cho các du khách. Đây là cái mỏ vàng Molly Kathleen, một mỏ du lịch ở Cripple Creek, Colorado. Các quan chức đã thông báo điều này vào ngày thứ Năm. Khoảng trưa thứ Năm thì mỏ này đã gặp một cái tai nạn liên quan đến vấn đề cơ học của hệ thống thang máy và nó gây ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng cho những người cùng tham gia. Cảnh sát trưởng quận Taylor là Jason Mikkelsen cho biết trong một cuộc họp báo, nguyên nhân của sự việc hiện nay thì vẫn đang được điều tra. Tai nạn xảy ra khi mà họ đang giải quyết cái vấn đề trục trặc của cái chiếc thang máy để đưa các du khách đi xuống tham quan khoảng 500 feet ở trong lòng đất. Và tai nạn này đã làm cho một người bị thiệt mạng. 11 người thì đã được giải cứu vào đầu ngày thứ Năm và nhiều chục người khác thì đến từ các tiểu bang đã bị mắc kẹt dưới đáy mỏ sâu từ 500 cho đến 1.000 feet trong khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi được giải cứu vào tối ngày hôm qua. Và số lượng người đã được giải cứu là 23 người khác, thưa quý vị. Trong khi đó thì 12 người đã bị kẹt trong cái nhiệt độ lạnh khoảng 50 độ F, tức là 10 độ C. Tuy nhiên ở dưới đó thì nó cũng có đầy đủ một số các phương tiện, chẳng hạn nước uống, mền, ghế, radio. Cảnh sát trưởng đã cho biết như vậy. Tuy nhiên là cũng tạo ra một cái sự hoang mang và lo sợ khi mà đi vào những cái người đến đây, là vì là cái công ty mà khai thác này thì hiện nay nó đã không còn khai thác vàng nữa. Người ta đã cải thiện nó lại để trở thành một cái nơi tham quan du lịch.
cái mỏ này, cái nơi này đã được mở cửa từ năm 1986 cho đến nay. Sang qua tin liên quan đến giải Nobel nữa, thưa quý vị, thì trong năm nay Ủy ban giải Nobel đã tuyên bố rằng là một tổ chức có tên là Nihon Hidankyo là tổ chức thắng giải Nobel Hòa bình của năm 2024 vì những nỗ lực của tổ chức này để mà đạt được một thế giới không có vũ khí nguyên tử. Thành viên của tổ chức này hầu hết là những nạn nhân hay là những người còn sống sót của hai vụ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản tại Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Và sau đó thì những người sống sót họ đã dành cái thời gian của họ để mà thuyết trình, để mà đưa ra những cái lời tường trình từ nhân chứng sống về cái sự tai hại của bom nguyên tử hay là vũ khí nguyên tử. Và vì vậy cho nên trong năm 2024, ủy ban này hay là cái tổ chức này chính thức được nhận giải Nobel Hòa bình. Sang qua khu vực Trung Đông thì lực lượng Do Thái đã bắn vào một tháp canh do lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc sử dụng tại miền Nam Lebanon vào ngày hôm nay thứ Sáu theo giờ địa phương. Và cái vụ này đã làm cho hai người bị thương, một nguồn tin của Liên Hiệp Quốc đã cho biết. Và đây là ngày thứ ba liên tiếp mà lực lượng gìn giữ hòa bình báo cáo là lực lượng quân sự Do Thái đã bắn vào các vị trí của họ khi mà Israel tiến hành cuộc chiến với lực lượng Hezbollah. Thủ tướng lâm thời của Lebanon là ông Najib Mikati đã tái kêu gọi ngưng bắn và cho biết là cuộc tấn công vào trung tâm Beirut vào cuối ngày thứ Năm hôm qua cũng đã giết chết 22 thường dân và làm bị thương 139 người khác. Mục tiêu tấn công này là vào một quan chức cao cấp của Hezbollah, ông Wafiq Safa. Tuy nhiên ông này đã sống sót, theo ba nguồn tin an ninh cho biết. Xung đột giữa Israel và Hezbollah nổ ra cách đây một năm khi mà nhóm được Iran hậu thuẫn này đã nổ súng để ủng hộ nhóm chiến binh Palestine Hamas khi bắt đầu cuộc chiến tại dải Gaza. Và người ta đã chứng kiến rằng những xung đột gần đây đã gia tăng tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon trong những ngày này. Thưa quý vị, gần 2.500.000 người hiện nay đang cần các cung cấp thực phẩm một cách nghiêm trọng ở tại Lebanon sau khi mà Israel đã mở ra các chiến dịch quân sự nhắm vào miền nam của nước này để mà tiêu diệt các phần tử khủng bố trong Hezbollah. Đó là dựa theo cơ quan Liên Hiệp Quốc USAID cho biết trong một bản báo cáo được đưa ra hôm thứ Năm tuần này, và để nói rằng là nạn thiếu thốn lương thực, đói khát đang bắt đầu diễn ra một cách nghiêm trọng ở tại miền nam của Lebanon. Và báo cáo này cho biết rằng là hiện nay các hệ thống mà có thể cung cấp lương thực cho khu vực này đang bị gián đoạn, và giá thực phẩm bao gồm giá của bột làm bánh mì nó đã tăng 12.7% chỉ trong vòng vài tuần so với lại tháng 9. Và Israel vẫn tiếp tục công kích nhiều địa điểm ở tại Lebanon với các cuộc không kích và đã giết chết hơn 1.500 người và làm bị thương 8.000 người khác và khiến cho hơn 1 triệu người mất nhà cửa của họ, theo thông tin từ Bộ Y tế của Lebanon cho biết. Ngoại trưởng Antony Blinken của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay thứ Sáu, trong một cuộc họp báo trước khi lên đường trở về Washington khi ông đến Vientiane để họp hội nghị khối ASEAN, thì đã bày tỏ sự lo ngại rằng châu Á rất lo ngại về viễn cảnh xung đột lan rộng hiện nay ở tại khu vực Trung Đông. Khi mà người đứng đầu Liên Hiệp Quốc kêu gọi một biện pháp có thể để tránh chiến tranh toàn diện tại Lebanon. Cuộc xung đột tại Trung Đông là vấn đề trọng tâm trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Lào vào ngày thứ Sáu, nơi mà Ngoại trưởng Blinken cho biết là Washington sẽ tận tâm sử dụng vấn đề ngoại giao và cố gắng kiểm soát tình hình trước cái mà ông gọi là trục kháng cự do Iran lãnh đạo. Sự tập trung cao độ của Hoa Kỳ hiện nay vốn đã diễn ra trong hơn một năm qua là ngăn chặn những cuộc xung đột này lan rộng, và chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều này mỗi ngày. Ông Blinken đã phát biểu trong cuộc họp báo. Chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều thông qua những sự răn đe và ngoại giao để ngăn chặn điều đó xảy ra. Và rõ ràng là chúng tôi cũng chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về hoàn cảnh khó khăn của trẻ em, phụ nữ và kể cả nam giới tại dải Gaza hiện nay. Hoa Kỳ đã nhấn mạnh với Israel về tầm quan trọng của việc đáp ứng các nhu cầu nhân đạo dành cho người dân tại dải Gaza. Và ông Blinken cho biết, ông đồng thời nói thêm rằng lợi ích của Israel là những người dân buộc phải rời khỏi nhà cửa do giao tranh ở Lebanon có thể sẽ phải được trở về.
Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là khối ASEAN cũng bao gồm một số những cuộc họp với những nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao hàng đầu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, cũng như là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Sau cái cuộc họp báo này, thì Ngoại trưởng Blinken đã lên đường để trở về Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cố gắng thuyết phục các quốc gia đồng minh phương Tây rằng là ông có một kế hoạch giành được chiến thắng. Việc này nó xảy ra trong bối cảnh mà Nga đã có một số các coi như là diễn biến ở tại khu vực mặt trận giữa hai nước. Ông Zelensky đã gặp gỡ một số các lãnh đạo tại quốc gia Âu Châu, bao gồm luôn kể cả những thành viên trong khối NATO trong ngày thứ năm tuần này. Ví dụ như là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong ngày thứ sáu hôm nay, thì ông dự trù sẽ có mặt ở tại Tòa Thánh Vatican trước khi bay về nước Đức cũng trong ngày. Phóng viên của CNN Melissa Bell tường thuật rằng là ông ta sẽ có một cái thử thách rất là khó khăn để mà có thể thuyết phục ví dụ như là nước Đức cung cấp thêm các viện trợ quân sự cho Ukraine. Cũng trong chuyến công du châu Âu lần này để kêu gọi sự hợp tác thêm của các quốc gia trong khối Âu Châu, thì ngày hôm qua Tổng thống Zelensky cũng đã được Đức Giáo Hoàng Francis gặp mặt ở tại Vatican. Đây là một bước đi mới nhất trong chuyến công du châu Âu của ông, nhằm giành được sự ủng hộ dành cho kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Zelensky đã đề nghị nhằm chấm dứt chiến tranh đối với Nga. Đức Giáo Hoàng là nhà lãnh đạo và nhà lãnh đạo Ukraine đã có một cuộc hội đàm riêng trong khoảng 35 phút sau cuộc gặp riêng tại Sala Delia Biblioteca và buổi ra mắt phái đoàn Ukraine. Đức Giáo Hoàng Francis đã tặng cho Tổng thống Zelensky một tấm bản đồng khắc họa một bông hoa kèm với một dòng chữ: Hòa bình là một bông hoa mong manh. Đổi lại thì Tổng thống Zelensky tặng Đức Giáo Hoàng một bức tranh sơn dầu mô tả vụ thảm sát Bucha, một câu chuyện về Marichka. Bucha là một vùng ngoại ô phía tây bắc của Kiev đã bị quân đội Nga chiếm đóng ngay sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và chứng kiến một số hành động tàn bạo tồi tệ nhất của Nga đối với các thường dân. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, thì ngày hôm nay thứ Sáu, Tổng thống Zelensky cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican là Pietro Parolin cùng với Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần này, tại Coachella, một địa phương nằm gần Los Angeles khoảng 150 dặm, sẽ có một cuộc tổ chức cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Tờ báo Politico trong ngày hôm nay đã đưa ra một câu hỏi đặc biệt. Họ hỏi rằng, tại sao cựu Tổng thống Donald Trump lại chọn để vận động tranh cử ở tại khu vực này? Là vì thật sự mà nói thì cho dù chiến thắng ở tại California thì chưa chắc là ông đã có thể trở về tòa Bạch Ốc, tại vì những cái tiểu bang chiến trường khác có vẻ là quan trọng hơn, và cái tầm quan trọng của California thì thật sự mà nói nó không bằng ở các cái tiểu bang khác. Nhưng tại sao ủy ban vận động tranh cử của ông lại chọn địa điểm này tại Coachella, nơi mà người ta thường tổ chức những cái lễ hội âm nhạc rất là lớn vào mỗi năm? Mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích với Thái Lợi Diệp sau đây. Vâng, thưa quý vị, tôi cũng không có hiểu, và đọc xong một vài tờ báo đó thì họ đưa ra những cái lý do, nhưng mà theo tôi đó thì những lý do này nó cũng không phải là thuyết phục cho lắm. Thứ nhất là nếu mà nói rằng là tới đây để mà vận động kiếm phiếu thì cái đó là cũng không có kiếm phiếu cho ai.
ông Trump biết rằng là ông không thể nào thắng được tiểu bang California, cho nên là ông không thể nào mà tới kiếm phiếu cho ông cả. Ông chọn cái khu vực mà gọi là Coachella Valley ở tại quận hạt Riverside County đó, ở miền Nam Cali. Thì cùng lắm là ông tới để mà giúp cho một dân biểu liên bang Cộng hòa có tên là Ken Calvert đang tái ứng cử cái chức vụ này. Thì cái địa hạt này đó, nó tương đối là nó nghiêng về Cộng hòa một chút xíu. Ông Trump đánh bại ông Biden tại cái địa hạt này với tỷ lệ là vài phần trăm trong kỳ bầu cử của năm 2020. Nhưng mà nó cũng không phải là một cái tỷ lệ là áp đảo, có nghĩa rằng là thắng thua trên lệch nhau chỉ có 2-3%. Thì khi mà một người như ông Trump xuất hiện ở tại đây đó, nó cũng có cái lợi nó hại cho Ken Calvert hay là cho dân biểu Ken Calvert. Tại vì ông Trump là một người mà thường xuyên gây tranh cãi. Người nào mà thích ông sẽ thích, ông sẽ rất là rất thích. Người nào mà ghét thì cũng là rất ghét. Thì khi mà Donald Trump tới địa hạt của Ken Calvert, nó cũng có cái tốt và xấu. Và ngay kể cả Ken Calvert cũng không biết rằng là ông ta có xuất hiện trong cái cuộc vận động tranh cử này hay không nữa. Văn phòng của ông chưa có dám xác nhận như vậy với lại tờ báo Political. Nhưng mà bây giờ mình cứ cho rằng là ông Trump muốn tới đây để mà cố tình giữ cái ghế này đi. Nhưng mà nghe thì nó cũng không có thuyết phục. Tại vì nếu mà tôi là ông Trump đó, tôi phải lo đến cái tình hình ở tại Florida, đến North Carolina chứ. Tại vì North Carolina và Florida là hai tiểu bang mà tôi cần phải thắng. Mà trong khi này hai tiểu bang này vừa mới bị bão tàn phá và không biết rằng là vấn đề bầu cử nó có ảnh hưởng đến cử tri như thế nào tại hai tiểu bang này hay không. Thì tại sao mà tôi lại bỏ thời gian bay từ miền Đông Hoa Kỳ, bay qua miền Tây Hoa Kỳ, đi một chuyến bay 5 tiếng đồng hồ để mà vận động ở tại Coachella Valley. Thì cái đó là về vấn đề phiếu, tôi thấy nó cũng không có thuyết phục. Thứ hai nữa rằng là đúng, chúng ta thấy rằng là lâu lâu bà Kamala Harris hay là ông Tim Walz cũng trở về lại California, nhưng mà họ về đây không phải là để kiếm phiếu, mà họ về đây là để kiếm tiền. Bây giờ nếu mà nói là ông Trump về lại miền Nam California để mà gây quỹ đi, thì Coachella Valley thì nó cũng hơi gọi là không có tiện lắm. Tại vì nếu muốn tới California kiếm tiền thì phải tới những địa điểm mà gọi là các doanh nghiệp lớn, các tài phiệt hay là các gọi là các đại gia họ sinh sống đó. Ví dụ như là ở tại Los Angeles có Beverly Hills, xuống Newport Beach, Orange County, hay là gọi là La Jolla của San Diego đi. Chứ bây giờ ông tới Coachella Valley mà ông muốn là các nhà tài phiệt từ những cái quận hạt miền Nam California mà lái xe bị kẹt xe 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng để mà tới Riverside gặp ổng, thì đó là cũng là một cái chuyện mà là nó hơi bất tiện cho những người mà gọi là có cái khả năng tài chính để mà giúp cho ổng với một số lượng tiền nhiều. Thì ngay cái chuyện gây quỹ tôi thấy nó cũng không có hợp lý trong cái kiến thức mà tôi hiểu về vấn đề gọi là gây quỹ. Thành ra là tới giờ này cái chuyện mà ông Trump sẽ có một cái cuộc vận động tranh cử ở tại Coachella Valley trong cái thời điểm mà chúng ta đang vào cái thời gian nước rút của bầu cử đó, là cũng là đối với tôi là nó là một cái bí ẩn. Chắc chắn rằng là ban tranh cử của ông có những cái lý do chính đáng để mà đưa ứng cử viên của họ tới Coachella Valley để mà vận động tranh cử, nhưng mà là một cái người như tôi thì tôi không nhận ra được những cái bí ẩn đó là nó là cái gì. Tuy nhiên nói cho đúng thì là nếu như cái cuộc vận động tranh cử này thật sự về nhiều cái lợi ích chính trị, nó không có thể mang lại thêm cho các lá phiếu, hoặc là mang lại cái lợi ích chỉ cho ông dân biểu đảng Cộng hòa là ông Ken Calvert ở tại đó không, thì chắc chắn nó còn nhiều cái bí ẩn bên trong. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chắc là cuối tuần này những cái người mà ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump tại khu vực quận Cam cũng chắc chắn sẽ kéo lên trên khu vực đó. Tuy là người ta nói là trên đó nó cũng cả nóng cả trăm độ vào những ngày cuối tuần. Cảm ơn cái phần nhận định và phân tích với Thanh Lê Diệp, và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành và những ngày cuối tuần thật đẹp đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Chen Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance. No income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Chen. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânsanhyen.com.
tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GAA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương Trâm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Gia Hân Music and Videos, 407-704-6970, free shipping, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Tiền lời đã giảm, chúng tôi rất hân hạnh đang cộng tác với những wholesale lender và họ đã đua nhau giảm tiền lời để có thể giúp cho quý vị mượn được tiền mua nhà đầu tư, mua nhà để ở hoặc refinance. Đây là cơ hội tốt cho quý vị. Quý vị có thể mượn được tiền rất dễ dàng, không có việc làm, không có income, không khai thuế, không thành vấn đề. Stephen Trần Financial ở miền Nam California, nhưng chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Quan trọng nhất là chúng tôi giúp được cho quý vị mượn được tiền từ wholesale lender. Khi nói wholesale thì chắc chắn là phải rẻ, bởi vì không rẻ nhất không phải là Stephen Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Chắc chắn quý vị sẽ thật sự hài lòng. Bổ thận hải cẩu hoàng là loại dược thảo chuyên hỗ trợ về suy thận. Thận là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Thận được xem như là gốc rễ của mọi hoạt động, nên khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa thì việc quan trọng nhất là tìm đến những phương thuốc lấy lại tuổi thanh xuân. Bổ thận hải cẩu hoàng chính là loại dược thảo xuất sắc nhất, giúp ngủ ngon, giảm tiểu đêm, giảm đau lưng mỏi gối, cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường hệ thống miễn dịch. Bổ thận hải cẩu hoàng được sản xuất tại Hồng Kông. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712 hoặc 1-888-982-8828 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, dưới lầu, gần cửa sau số 133. Tiệm vàng Kim Huệ, chuyên mua bán hộp xoàn GIA, có giấy chứng nhận kích cỡ của hộp xoàn. Ngoài ra, tiệm vàng Kim Huệ còn có rất nhiều nữ trang Italy, Hồng Kông, hàng mới về rất hợp thời trang. Phương Trâm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ quý đồng hương nên tất cả các sản phẩm mua bán tại tiệm vàng Kim Huệ được bảo đảm, dễ dàng trao đổi và chúng tôi luôn giữ đúng lời hứa. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ tiệm vàng Kim Huệ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Dàn karaoke nhà quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt cho nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website yahoomusicvideos.com. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé. Còn cái anh chị em có văn phòng đại diện tại Việt Nam quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn, xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website công ty thẻ xanh.com. Đừng quên làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Nhớ gọi cho văn phòng thẻ xanh 714-766-3345. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.